XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào các khán giả của X-Channel đã quay trở lại với video phần 2 về sự thật của thương hiệu Vacheron Constantin. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ tiếp tục hé lộ những thông tin đặc biệt về thương hiệu này trong suốt thời gian phát triển của hãng. Tiếp nối thông tin về những điểm mốc thời gian, năm 1927, hãng đã cho ra đời chiếc đồng hồ bỏ túi Art Deco, được thiết kế cực kỳ phức tạp với những viên đá pha lê nổi bật ở kim. Thay vì những chế tác nổi bật bên trong cỗ máy đồng hồ thì lần này, hãng đã tập trung vào phần thiết kế bên ngoài và người dùng có thể thấy mọi chuyển động tuyệt đẹp của bộ máy chỉ dày 2mm từ mặt đồng hồ. Năm 1946, Vacheron Constantin tạo ra chiếc đồng hồ phức tạp nhất dành cho Farouk, con trai vua Pháp I của Ai Cập. Năm 1954, sau chiến tranh thế giới thứ hai là sự bùng nổ của đồng hồ đeo tay, và lúc này Vacheron Constantin đã cho ra đời bộ sưu tập đồng hồ Aron. Một năm sau đó thì hãng đã cho ra đời dòng đồng hồ Anchatin. Đây là đồng hồ siêu mỏng với độ dày của bộ máy 1103, có mức kỷ lục là dày 1,64mm. Tiếp tục phát triển theo hướng mỏng hóa đồng hồ, năm 1968 thì những chiếc đồng hồ hình vuông được coi là phong cách hiện đại thời điểm đó thì cũng được Vacheron Constantin thiết kế theo dòng Anchatin, chiếc cell winding siêu mỏng được thiết kế mặt vuông cực kỳ thu hút. Năm 2005, Vacheron Constantin kỷ niệm sinh nhật lần thứ 250 và họ đã cho ra đời bộ sưu tập sáng tạo vượt trội nhằm tôn vinh các thợ thủ công đã gắn bó với hãng. Năm 2008, thương hiệu này đã bắt đầu đánh chiếm sang thị phần châu Á khi đã khai trương trụ sở mới ở Thượng Hải. Năm 2009, Vacheron Constantin cho ra đời phiên bản đồng hồ Kalania với 186 viên kim cương ngọc lục bảo với tổng cộng là 170 carat. Năm 2011 thì đánh dấu sự ra đời của một chiếc đồng hồ cực kỳ nổi tiếng, phiên bản Traditional World Time hiển thị thời gian chính xác của 37 giờ trên thế giới. Bộ máy của đồng hồ chính là Hanmac Geneva Seal 2460WT. Chiếc đồng hồ này được trình bày tại triển lãm SIHH vào năm 2011. Năm 2015 thì đã đánh dấu kỷ niệm 260 năm thành lập của hãng và Vacheron Constantin cho ra đời bộ sưu tập Harmony. Đây là phiên bản đồng hồ giới hạn được lấy cảm hứng từ những phiên bản đồng hồ đeo tay chronograph đầu tiên được hãng giới thiệu vào năm 1928. Đó là những cột mốc khá đáng nhớ trong hành trình phát triển hơn 250 năm của hãng. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một chiếc đồng hồ cực kỳ nổi tiếng của Vacheron Constantin, chiếc đồng hồ được mệnh danh là phức tạp nhất trên thế giới. Chiếc đồng hồ này mang tên Vacheron Constantin Referent 57260, một tác phẩm do ba bậc thầy làm đồng hồ cùng nhau sáng chế và mất 8 năm mới có thể hoàn thành. Giá bán ước tính là khoảng 8 triệu đô la Mỹ cho chiếc Referent 57260. Tại sao nó có tên như vậy? Bởi vì nó lấy theo tên là 57 chức năng cộng với 260 là số năm thành lập của hãng Vacheron Constantin. Đồng hồ có cực kỳ nhiều những chức năng phức tạp, ví dụ như bản đồ thiên văn, gồm 9 chức năng theo dõi các mùa, phân điểm giữa các mùa và cung hoàng đạo. Chức năng bản đồ tinh tú, cá nhân hóa theo thành phố của chủ nhân, hiển thị bầu trời ban đêm theo vĩ độ của thành phố. Nó sở hữu lịch vạn niên thông thường, hiển thị ngày, tuần và tháng bao gồm năm nhuận bằng một kim xoay ngược, bộ chuyển động tuabion 30 giúp kim dây xoay vòng hoàn hảo mỗi phút. Máy còn có chức năng chỉ mặt trời lặn mọc được cài đặt theo thành phố của người đeo để tính toán thời điểm mặt trời xuất hiện. Đồng hồ còn có 6 chức năng báo thức, bao gồm hệ thống báo thức bằng tiếng chuông với 5 cần và cổng cùng 3 lựa chọn gõ gồm tiếng vang lớn và tiếng vang nhỏ. Máy ghi thời gian kép nghịch hành, tính năng đo thời gian kép đòi hỏi nhóm thực hiện phát triển một cơ chế đo thời gian hoạt động đối nghịch nhau trên mặt đồng hồ. Còn có cực nhiều những tính năng khác và tổng cộng có đến 57 tính năng trong cùng một chiếc đồng hồ. Và chiếc đồng hồ này có đường kính khoảng 5cm và được đặt trong bộ khung bằng vàng trắng 18 carat với trọng lượng hơn 900g. Trước đó thì Vacheron Constantin đã tạo ra một chiếc đồng hồ phức tạp nhất mà họ từng có thể sáng chế được. Nhưng mà nó thì chỉ có 33 chức năng mà thôi, chỉ hơn một nửa so với số của chiếc Referent 57260 này. Bên trong cỗ máy này là sự xuất hiện của 2.800 linh kiện cơ khí tinh xảo. Và riêng chiếc đồng hồ này thì đã có đến 10 đăng ký phát minh, bản quyền và đủ nói lên tất cả về sự phức tạp, tinh xảo cũng như là tài năng của những người chế tác ra chiếc đồng hồ này. Đó là những thông tin cực kỳ thú vị mà chúng tôi tìm hiểu được về Vacheron Constantin. Các bạn nghĩ sao về thương hiệu này? Hãy một lần nữa comment ở bên dưới video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tìm hiểu các thương hiệu khác trong thế giới đồng hồ. Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!